những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Thầy Park chơi bài ngửa, U22 Việt Nam thắng rạng rỡ để vô địch SEA Games cực kỳ có hậu. Cả Đông Nam Á giờ đây chỉ còn biết trầm trồ với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi đơn giản rằng U22 Việt Nam quá mạnh và vô địch SEA Games là điều tất yếu. Không phải là Indonesia không biết rằng Văn Hậu nguy hiểm đến thế nào ở những pha không chiến, không phải là Indonesia không biết tất cả những bàn thắng quan trọng của U22 Việt Nam ở SEA Games lần này đều đến từ những pha đánh đầu, chỉ là họ không ngờ cú đánh đầu của Văn Hậu ở phút 39 lại đáng sợ đến nhường ấy. Pha bóng ấy người ta không thấy bóng dáng của hậu vệ Indonesia được phân công kèm Văn Hậu đâu cả. Đấy chỉ là cảm giác, bởi hậu vệ ấy đội trưởng Andy Sito của U22 Indonesia đã chơi cực kỳ kinh nghiệm trong tình huống ấy. Anh chạy giật về sau đó, từ dưới lấy đà, dậm nhảy lên phá bóng ngay trước mặt Văn Hậu. Nhưng có lẽ điều trung vệ này không biết, ấy là Văn Hậu đã chẳng còn là Văn Hậu của ngày xưa, và cú bật cao đánh đầu tung lưới U22 Indonesia ấy mang dáng dấp của một Văn Hậu đậm chất châu Âu. Đứng nguyên tại chỗ, hậu vệ đang chơi bóng ở Hà Lan khẽ xoay người, không cần lấy đà, vẫn bật lên cực cao, dừng lại trên không trước khi lắc đầu đưa bóng đi căng vào lưới. Pha bóng ấy, Hùng Dũng đã có cú đá phạt tìm đúng vị trí, còn Văn Hậu thực hiện cú bật cao đánh đầu, thể hiện được hết những gì anh nhận được từ câu lạc bộ Heverin từ suốt mấy tháng qua, một nền tảng thể lực cực tốt dựa trên thể hình mang dáng dấp châu Âu. Không phải Tiến Linh hay Đức Chinh, mà chính Văn Hậu mới là con át chủ bài của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu ông đánh bài ngửa này. Huấn luyện viên Park đánh bài ngửa với đối phương khi ông chấp nhận mở đường cho đối thủ xuống cánh. Nói cho đúng ra, đấy là lựa chọn duy nhất của các cầu thủ Indonesia, bởi sau hơn 10 phút tấn công quyết liệt, họ nhận ra rằng đánh vào trung lộ U22 Việt Nam là bất khả thi với cách bố trí kín kẽ của thầy Park. Ngược lại, ông Park cũng công khai luôn với đối phương rằng ông muốn tìm kiếm bàn thắng từ những tình huống cố định và bằng bóng bổng. Làm được điều ấy là không dễ, nhưng nó lại khiến U22 Việt Nam có được thế trận vững chắc hơn, và có lẽ đối phương không ngờ được Văn Hậu lại chơi bóng bẩy hay đến nhường ấy. Suốt hiệp 1, U22 Việt Nam chỉ có 2 pha đá phạt gốc và một pha đá phạt nguy hiểm, nhưng chính pha đá phạt ấy đến từ pha thoát xuống của Đức Chinh đã tạo cơ hội cho Hùng Dũng và Văn Hậu tạo ra được tình huống ghi bàn kiểu câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng thứ hai của U22 Việt Nam được ghi bàn bởi chính Hùng Dũng. Đó là một pha ghi bàn đẹp mắt đến từ cú khống chế một chạm tinh tế của Tiến Linh, cùng cú sút hiểm hóc của Hùng Dũng, nhưng nó cũng là hệ quả của bàn mở tỷ số. Khi buộc đối phương phải đẩy cao đội hình, tìm bàn gỡ, qua đó mở toang cánh cửa ra cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây quả là một ngày của Văn Hậu, và đó là sự đền đáp xứng đáng cho ngôi sao vẫn âm thầm tỏa sáng để giành về chiến thắng cho U22 Việt Nam suốt từ đầu giải. Mất Quang Hải, U22 Việt Nam mất đi sự đột biến, nhưng với Văn Hậu, họ có được sự chắc chắn và sức mạnh cần thiết để chiến thắng mọi đối thủ. Sự bù đắp cho Văn Hậu hôm nay là cực kỳ đáng giá, bởi bàn thắng thứ 3 của U22 Việt Nam đẩy trận chung kết SEA Games 30 trở thành thảm họa với U22 Indonesia. Lại cũng đến từ chân Văn Hậu, pha căng bóng ngang khung thành Indonesia của Hoàng Đức là tuyệt đẹp, và pha băng vào sút bồi của Văn Hậu là không thể cản phá. Dù cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải nhận thẻ đỏ cuối trận vì lỗi phản ứng trọng tài, nhưng so với hàng vạn ngày chờ đợi của bóng đá Việt Nam để có được chiếc huy chương vàng SEA Games, nó lọt thỏm những ngày vui của đất nước, rốt cuộc bóng đá Việt Nam đã nhận được cái kết cực kỳ có hậu, và giờ là lúc ăn mừng.